Nè, hồi xưa là nói là bé Tường Lam là đệ tử của mẹ Quan Âm, đồng tử Dung này cũng là cô đệ tử của mẹ Quan Âm, mà đồng tử Dung này quậy lắm. Dạ quậy lắm. Bé Tường Lam có quậy hay là có hiền? Hiền khô Hiền à. khô hả? Có một đôi điều mấy câu muốn gửi cho Tường Lam. À, nói đi. Ở chỗ anh là quánh lộn rồi mới đại xuống nè. À. Không, cái này là cái cũng có gì vậy? Mình có đọc khẩu 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 lệnh của chiêu võ không? Thôi con biết sao vậy à. Biết sao đánh vậy ha. Xin chào quý bà con và khán giả, tiếp tục chúng ta gặp là được bé Trời đồng ơi, tử nữa. trời Đồng tử rất là hồn nhiên khán giả. Thì cái tuổi xác là 34 tuổi Tết này, nhưng mà nghe nói trong cái hồn thiên của đồng tử á, là có Nhật 10 rồi. tuổi hả? Đúng không? Nãy nhắc là 10 tuổi. Dạ. À, đồng tử ơi, cho chú hỏi nè, là mình khi mình xuống trần là mình có bị phạm gì không mà mình xuống cái xác này vậy? Dạ. Mình có bị phạm luật ở trên của mẹ Quan Âm không mà mình lại xuống đây? Chắc cũng có chút chút đó chú. Có, chắc cũng có ha, mà con biết là con bị phạm luật gì không? Đánh lộn. Đánh lộn hả? Đánh lộn với ai? Dạ không biết. Con chỉ Ừ. nhớ là vậy thôi. Tại cái tánh của con rất là hung hăng. Vậy đó, con chỉ Ủa, con nhớ. có võ nữa sao mà con đánh lộn? Có chứ. Thiệt không? Thiệt. Ở đây có chỗ nào mà đánh đánh võ không ta? Nên không được bằng phải không? Ừ. Có chỗ nào bằng không đâu, biểu diễn cho khán giả coi vài chiêu coi. Xin nói đi. Anh đâu? Anh kia hả? Anh chỗ sư phụ á hả? Không phải, cái chỗ mà bằng 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 đó. Đâu, chỗ nào đâu? Thế nào? Thôi Đâu? rồi từ bi cứu mạng giật tại tâm. Lên đánh vài chiêu cho khán giả xem, nghe nói đồng tử giỏi võ lắm. Mà đánh đồng tử đánh lộn với ai? Với đồng tử luôn hả? Dạ. Đồng tử với đồng tử đánh với nhau luôn hả? Con không biết nữa, con chỉ biết nhớ là con bị đánh lộn. Ồ, cái chỗ này bằng đây hả? Không phải. Chỗ nào bằng đâu? Nè, cái chỗ này bằng nè. Chỗ này bằng nè. Chỗ đó được không? Hơi xéo xéo được không? Chị thấy Trời nha. ơi, gắn Chừng chạc nha. lên. Gắn Được lên. không? Bữa nay biểu diễn võ cho khán giả coi luôn, thử nghe võ dữ lắm. Nè, cái chỗ này nó không được bằng nha. Thì nhắm được không? Được chứ. Hả? Cẩn Được. thận nha. Hay là ai là dưới dưới cái chữ kia, chỗ chiếc xe bằng lắm. Rồi mình đi dưới đi. Đó. Hồi đó con đánh lộn với thiên ma hay đánh lộn với huynh đệ? Hồi đó con đánh lộn với huynh đệ hay đánh lộn với người ngoài? Không biết nữa, hồi đó con quậy lắm. Quậy luôn hả? Dạ. Hồi đó cái bé bé Tường Lam có quậy không hay bé Tường Lam hiền? Hiền khô à. Hiền khô hả? Dạ gắn. Hay là có đánh lộn với bé Tường Lam không? Không biết Không rồi dạ. phải hả? Dạ. À, chỗ này bằng này im nè. Gắn lên. Rồi, đó. Vậy là gắn trời. mình tặng cho khán giả một chiêu võ nha. Võ Này. này võ trần gian hay võ thiên? Dạ con chỉ nhớ sao nó lại. Tại Hay. sao không? Tại vì con cũng qua một bài học ở đây á. Ừ. Là con bỏ đi cái tánh hung hăng. Ừ. Con bỏ đi cái tánh cống cao ngã mạn. Vậy đó. Ừ. Chứ con đừng có hống cống cao ngã mạn quá. Con rất là sợ. Con xin lỗi. Tức là cho chú hỏi nè, con chuẩn bị là biểu diễn một chiêu võ này, võ con học ở Trần Giang hay là võ thiên ở trên? Con biết sao con muốn vậy. Biết sao muốn vậy ha? Đâu có thử ra cái giống võ Trần Giang karate là judo gì không? Anh kia Trang có cục trụ. đá kìa chừng. Đá đá Cười đá lắm. cục đá đó ra. Ngồi đá hồi bể cục đá luôn á. Sư phụ ơi, À. con vẫn này xin sư phụ hỗ trợ. Sư phụ ơi, gắn cho con nhớ những vài chiêu sư phụ. Hãy cố gắng gắn lên. Phật ơi, khổ quá chăng. Sư phụ ơi, lỡ lỡ rồi. Sư phụ xin lỗi. Đang xin sư phụ võ nữa. Rồi sư phụ có cho không? Dạ. Sư phụ có chỉ không? Đợi xíu. Hồi xíu sư phụ trả lời phải không? Đang nói luôn, nói giống như tâm truyền tâm luôn đó.
Rồi đó, rồi rồi, dạ, rồi. Khích lại đây xíu cho bằng nè. Dạ. À, ở trước mình là cái hơi giật thẩm nha. Ừ, không có sao đâu. Ờ, đừng đi tới trước. Sau lưng là đá không đó nha. Dạ, dạ, dạ. Hơi tay coi chừng á. Rồi. Cái đồng tử là cái chiêu vỏ này ở trển nè, quánh lộn rồi mới đài xuống nè. Không, cái này là cái vỏ gì? Mình có đọc khẩu lệnh của chiêu vỏ không? Thôi con biết sao vậy à? Ờ, biết sao đánh vậy ha. Rồi xong. Gì đó hả? Dạ. Cái chiêu vỏ này mình kêu chơi chiêu vỏ gì đồng tử? Hổ thần quyền. Hổ thần quyền đúng rồi, cái tay nãy giống con hổ à. Ừ. Là học lâu chưa? Học lâu chưa? Không biết. Không biết luôn hả? Tao vậy. Còn ngoài chiêu vỏ hổ thần quyền còn chiêu vỏ khác không? Dạ. Còn chiêu vỏ khác nữa không? Nếu mà tính vậy là mấy đồng tử này có vỏ là lâu lắm rồi nè. Có vỏ mới hồi xưa mới bánh lộn với ở trên á. Mà con còn nhớ con đã đấu với ai mà bị mẹ Quan Âm phạt nữa không? Còn nhớ không? Con chỉ biết là con bé xác nè. À, nó xác nè, dạ. Bé xác là nó... bé Dung phải không? Dạ. Cũng là đồng tử nhưng mà nó tính tình là bị hung hăng quá. Ừ. Cho nên là bé con của sư sinh hát kì cái bước tiếp kì được tốt rồi gì ai nó bắt đầu nó ăn hiếp sư phụ con đợi xíu đoạn xin khi mà con không có tập trung vào trụ chân tâm á. Ừ. Thì có những cái ý nó vô nó sẽ hại sư phụ con. Ừ. Con xin sám hối với sư phụ con rất là nhiều phụ sao mà ta đánh giỡn xíu mà thấy vậy. Dạ. Dạ. Thôi vậy là mình đừng đánh võ nữa. Rồi nó nghe nè. Hồi xưa là nói là bé Tường Lam là đệ tử của mẹ Quan Âm. Dạ. À, đồng tử Dung này cũng là cô đệ tử của mẹ Quan Âm. Mà đồng tử Dung này quậy lắm. Dạ, bé quậy Tường lắm. Bé Tường Lam có quậy hay là có hiền? Hiền khô à. Hiền khô hả? Ừ. Nhìn cũng mặt tròn tròn giống nè. Rồi xuống đây vậy, bé Tường Lam xuống sau ha, mới xuống ha. Dạ. Nè quay qua đây nè, quay qua khán giả nè. Đó. Vậy khán giả nhìn quá trời luôn đó cho nó. Sao có nhắn gửi gì bé Tường Lam không? Ừ. Muốn gặp bé Tường Lam không? Muốn luôn ha. À, ý là muốn chứ nhưng mà có một đôi điều mấy câu muốn gửi cho Tường Lam. À, nói đi. Nói tiếng Việt nghe, nói tiếng dạ, Việt với dạ. Tường Lam không nhớ đâu. Ừ. Gắn chí vững dạ trong cõi lòng. Ừ. Gian nan thử thách trong cuộc đời. Đá mài dũa miết sẽ thành kim. À, cố lên bạn hỡi bạn hiền xưa, vững chí kiên gan rồi một ngày sẽ vinh quang, mặc cho người đời có nói thị phi. Vững dạ tâm can một hướng về, cố lên bạn hỡi bạn hiền xưa, bạn tuy bé nhỏ nhưng tâm đại hùng. Ừ. Gán lên bạn nghe hỡi bạn hiền xưa. À, sao tặng cho bé Tường Lam câu đó hả? Dạ. À, cô kêu bé Tường Lam là gán lên ha. Dạ. Tuy người đời ngoài đời ai nói gì nói kệ họ phải không? Người đời trăm đường, trăm người trăm ý.
Bạn ơi dưỡng dí dạ lòng son. Dưỡng chí trong lòng đó vĩnh viễn một đường son. Bé Tường Lam nghe câu này vui quá. Nhìn nhìn vô cũng bé tươi giống bé Tường Lam mà tròn tròn nè. Có cuộc khai chung tóc nè đồng tử đó. Là tức là đồng tử của mẹ Quan Âm nhiều không ha? Dạ nhiều lắm chứ. Khoảng bao nhiêu người? Theo theo con biết, nhận biết của con. Nhiều lắm. Tại có những số mà có những số hai nhi có duyên á thì mẹ sẽ luyện cho thành đồng tử của mẹ. Phải trải qua cuộc đào luyện thấy ghê lắm kìa. Chứ không phải bình thường đâu. Thử hết gian nan lắm á. Con theo con là bé Tường Lam à. Bé Tường Lam hiện bây giờ xuống đây làm gì? Bé Tường Lam hiện giờ nè. Đúng rồi, cô với con mới còn dạ. Theo con bé Tường Lam hiện giờ xuống đây để làm gì? Dạ khuyên mọi người ăn chay niệm Phật, ăn hiền ở lành và giúp đỡ cho mọi người hướng thiện, trở về con đường thiện vậy thôi. Bé Tường Lam là làm đó. Còn con xuống đây làm gì? Con chờ nhiệm vụ. Nhiệm vụ làm gì? Từ từ đi, cô không biết. Đừng nói nhiệm vụ đi đánh lộn nữa nha. Không, con sợ rồi. Không đánh lộn nữa. Dạ không. Tại hồi xưa ở trển háo thắng quá hả? Sao? Giống như hồi xưa mình háo thắng mình không biết ha. Dạ bà đồng tử dung nè. Đồng tử dung nha. Háo thắng, hoặc cường háo thắng mà đại cố chấp nữa. Làm gì cũng muốn hơn người ta không à. Muốn thắng người ta không à. Còn đủ hướng chuyện hết. Ta đụng tới nhổ lông vọ nè. Nhổ gì? Nhổ lông vọ thôi luôn. Ai giống hả? Dạ. Ai mà đụng tới là nhổ lông vọ người ta. Nhân này kỳ quá. Háo thắng lắm. Háo thắng nha. Rồi từ từ bị luyện bà bỏ bớt rồi. Bớt ha. Giống như tu á, từ từ tu tập cái đầu bỏ bớt à. Này gặp đồng tử vui quá trời luôn khán giả. Đồng tử đánh võ nè, đồng tử nói tiếng thiên nữa vậy. Nói tiếng thiên nữa nè. Rồi đánh võ nữa. Bây giờ còn quậy nữa không? Bớt rồi. Bớt hả? Bị thầy luyện á. Thầy giống như thầy cho rớt xuống rồi thầy lụm lên. Bây giờ ông không lụm là chắc ngụm cũng tỏi vậy. Bây giờ bỏ bớt ha. Cố gắng lên. Thì mình học. Nhưng mà mình phải biết một điều đó là mình phải con tập làm sao cho cái tánh cố chấp của con mà nó phải quật cường cố chấp của con buông bỏ. Mới đánh võ xíu rồi trời. Con phải giận nội công chứ. Giận nội công quá hả? Cái giận hay là bụi nè, bụi nãy bay lên quá trời. Không phải, con phải giận nội công đó. Giận nội công hả? Nếu mà không có giận nội công sao thần quyền hổ, cái lực của thần hổ mạnh lắm á. Vậy đó. Vậy là học cái đó ha. Căng thần tịnh chi đồng. Nói con xin sám hối với sư phụ hành nhiều lắm á. Sư phụ nghe chắc sư phụ vui ạ. Xin sư phụ tha thứ cho con ha. Có gì sư phụ dạy dỗ con lại dùm. Con nhận thú nhận con là từ đó giờ con không có gì đúng chứ. Toàn còn là sai không à. Ôi, biết nhận mình sai luôn hay từ quá. từ tánh tình cho đến cách tu tập cho đến tất cả mọi thứ không có gì đúng hết trơn, chỉ toàn từ sai đến sai mà sai còn cố chấp hết chứ. Không có gì đúng hết trơn. Em xin lỗi thầy, xin lỗi tổ, rồi xin lỗi tất cả những người từ hữu hình là vô hình đã thương con, nhưng mà cái tánh của con không bằng trận thượng, không có bằng ai, không có giống ai hết trơn á. Thôi cố gắng mình tu tập đi, sửa tu mới có sửa. Dạ con xin lỗi. Xin lỗi sư phụ. Đường lên dốc núi treo leo không phải bằng thẳng như đoạn đường đi. Đoạn đường đi mà xi măng bằng thẳng á. Không có bằng thẳng. Dốc núi thì nó không được bằng thẳng phải không? Có dập gền và trong trên. Rồi. Bạn hiền ơi, ta vẫn bước tiến. Cứ bước hoài,
bước mãi không phai không thôi. Đường gập ghềnh tuy khó đi đó, cũng có vấp ngã, cũng có thị phi, cũng có đủ thứ. Nhưng bà có kể cả vết đứt, vết trầy và vết xước. Nhưng ta cố gắng vượt qua và cứ mãi bước tiếp. Tới rồi đó, bước cái tới chưa luôn chưa hả? Chưa tới. Tới chưa? Rồi. Tới chưa? Bước hoài giờ ta sẽ đến nơi thôi. Rồi. Gửi tặng bạn Hiền Tường Lam. Rồi, chào nha. Chào đồng tử. Bye.